Hello, xin chào mọi người. Buổi trưa nay thì Thuận chia sẻ cho mọi người về 4 cấp độ của cha mẹ. Hiểu điều này để giúp cho con thành tài, giúp cho con học giỏi, giúp cho con có một cái cuộc sống như ý. Ba mẹ nào mà quan tâm ấy thì ở lại xem. Còn ai mà chưa quan tâm thì có thể là bỏ qua giúp Thuận ha. Trong thực tế thì đang là cha mẹ nó không có một cái bộ môn gọi là dạy làm cha mẹ, có đúng không ạ? Có ai trong số các anh chị đã từng được học cái bộ môn dạy làm cha mẹ ở trên trường chưa ạ? Hay là trong các cái cơ sở giáo dục có bao giờ chúng ta được học cái bộ môn dạy làm cha mẹ chưa ạ? Và làm cha mẹ nó như là một cái nghĩa vụ, nó cũng như là một cái nghề nhưng mà không được trả lương. Cái nghề này rất là kinh luôn mà không được trả lương. Và làm cha mẹ ấy, thì chúng ta không thể bỏ việc. Nếu mà chúng ta làm cái gì đó, Thuận nhớ ngày xưa Thuận đi dạy học ấy, thì cho đến cái ngày mà Thuận quyết định là mình cần phải thay đổi, mình cần phải học được những cái điều mới, mình cần phải ra bên ngoài để mà học kinh doanh và tìm hiểu để phát triển bản thân, để học những cái điều hữu ích hơn, để mà có được cái kiến thức, có được những cái nội dung, có được những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn để giúp được cho nhiều người hơn, thì Thuận đã quyết định nghỉ dạy. Và Thuận khi quyết định nghỉ dạy thì Thuận đã được nghỉ dạy. Thế nhưng mà làm cha mẹ thì không phải như thế. Khi chúng ta đang làm cha mẹ, lúc đó là Thuận là giáo viên hay là làm nghề dạy học. Còn bây giờ là làm cha mẹ thì ta không thể nào bỏ được. Ta không thể nào bỏ được. Và chính vì vậy cho nên đây là một cái nghiệp đấy ạ. Thực tế thì không thể nào dùng theo ngôn ngữ thông thường được, mà nó chính là một cái nghiệp. Cái nghiệp ta còn phải gánh. Và nó cũng là một cái niềm hạnh phúc, nó cũng là một cái sự tự hào, nó cũng là một cái gọi là một cái điều tuyệt vời. Làm cha làm mẹ thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ai trong số các anh chị mà khi mà mình được làm cha hay là làm mẹ mình cảm thấy rất là tuyệt vời thì bình luận giúp Thuận là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, rất là vui, đúng không ạ? Và rồi thì đứa trẻ khi được sinh ra, cha và mẹ rất là vui. Trước đó khi mà chưa có con thì rất là mong, khi mà người mẹ mang bầu thì rất là lo, không biết là có phải không. Khi mà người mẹ mang bầu thì rất là lo, cha và mẹ rất là lo lắng bởi vì không biết là đứa con mà mình đang mang trong bụng có được gọi là vẹn toàn không. Ngày đó thì với Thuận ấy thì Thuận cũng có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Mình không biết là con mình khi mà lúc mà sinh ra thì con có được đầy đủ như người ta không? Tức là đầy đủ về các cái phát triển bình thường của một đứa trẻ đấy. Cho đến cái ngày mà sinh con ra rồi, mình mới hết cái nỗi lo đó. Nhìn thấy con có đầy đủ chân tay, mắt mũi, mọi thứ được trọn vẹn thì bắt đầu mới hết đi cái nỗi lo. Và Thuận tin rằng mọi người ai cũng thế. Và sau đó thì lại lo cho con ăn. Người mẹ thì có người thì lại thiếu sữa, lại phải lo làm sao đó để có đủ sữa cho con. Rồi con lớn lên một chút nữa thì lại lo làm sao đó để dạy cho con học. Có những đứa trẻ 2 tuổi, 3 tuổi chưa chịu nói. Có những đứa trẻ 2 tuổi, 3 tuổi chưa chịu đi. Mà cha mẹ lại lo lắng về cái chuyện mà làm sao đó để sao con mình lại không được cứng cáp. Nói chung là có vô vàn những cái nỗi lo. Và lớn lên thêm một chút nữa thì bắt đầu lại đứa trẻ biết nói, biết đi, biết ăn, biết tự ăn. Rồi nó đi học. Có những đứa trẻ thì biết nghe lời cha mẹ. Có những đứa trẻ thì không biết nghe lời cha mẹ.
Có những đứa trẻ thì biết hiếu thảo, biết lễ phép, nhưng có đứa thì đã không biết lễ phép và không biết hiếu thảo. Và là cha mẹ, chúng ta đã không có đủ cái sự may mắn để được học trước cái kỹ năng làm cha mẹ, sau đó thì mới sinh con. Chắc có lẽ là phải đến 80-90% là lên chức làm cha làm mẹ rồi mới tìm tòi và học cái kỹ năng để làm cha mẹ. Có những người có khi con lớn rồi, 12-13 tuổi rồi, vẫn chưa có cái duyên để mà tham gia các cái chương trình học để mình trở thành những người cha, người mẹ đúng hơn. Thuận cũng là một trong những người như thế. Con của mình lớn rồi, những cái kỹ năng, những cái gọi là những cái hướng dẫn để làm cha mẹ thì thực tế Thuận cũng mới chỉ được tìm hiểu cách đây vài năm thôi. Và cũng còn may mắn hơn rất nhiều người. Vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Ngày hôm nay Thuận muốn chia sẻ với mọi người một module nhỏ thôi. Đó là 4 cấp độ làm cha mẹ. Không biết là mọi người đã được nghe chưa? Nhưng mà trước khi chia sẻ về 4 cấp độ làm cha mẹ thì Thuận muốn chia sẻ cho mọi người về vai trò cũng như là nhiệm vụ, vai trò của cha mẹ dành cho con. Không phải ai cũng biết điều này đâu ạ. Đến Thuận cũng là một cái người mà rất là hay tìm tòi, hay học hỏi, nhưng mà không hiểu mình mắc phải cái nghiệp gì á mà cái mảng này về cái phần làm cha mẹ cũng chỉ mới được tiếp cận trong những năm gần đây. Cho nên là thú thật là việc rèn luyện thì cũng chưa được thành thạo cho lắm đây đâu. Cho nên sáng ngày hôm nay không phải là dạy mà là chia sẻ lại cái điều mà Thuận đã học được, Thuận đã được học. Đầu tiên thì chúng ta cần phải biết là làm cha mẹ thì mình có vai trò gì, có phải không ạ? Mình có vai trò gì? Thì bao nhiêu các anh chị quan tâm đến cái phần này ấy, thì bình luận vào trong phần ô chat giúp Thuận, bình luận trong phần là quan tâm. Làm cha mẹ thì mình có vai trò gì? Khó đấy nha mọi người ơi, không phải dễ đâu. Nếu mà chúng ta đã làm tốt vai trò của mình thì chắc chắn con của mình nó đã ngoan hiền rồi. Còn nếu con của mình mà nó chưa ngoan hiền ý, là chỉ đơn giản là bởi vì mình chưa làm tốt vai trò của mình thôi. Nội dung này Thuận sẽ nói và mọi người sẽ ghi lại vào sổ ha. Quan trọng lắm đó. Là người cha, người mẹ, chúng ta có 5 vai trò. Thuận xin phép được chia sẻ lại, đây chính là lời dạy của bậc giác ngộ. Thuận chỉ là người là cầu nối để chia sẻ lại mà thôi. Đây, có tài liệu, lời dạy của bậc giác ngộ. Thật là tuyệt vời và thật là may mắn cho chúng ta đang ở trong xã hội loài người. Và năm nay là năm 2023. Cách đây khoảng hơn 2.500 năm thì có một người sinh ra trong một gia đình mà cha và mẹ, cha là vị vua của một đất nước, và với vai trò là người con, là người thái tử, đúng ra thì sẽ được truyền ngôi để mà nối tiếp cái việc cai quản đất nước cũng như là hưởng thụ những cái vinh hoa phú quý ở trong đời sống hiện tại trong thời điểm đó. Nhưng người con này đã luôn luôn trăn trở làm thế nào để con người có thể bớt đi những cái khổ đau. Người ấy đã nhận thấy rằng tại sao, đã đặt ra câu hỏi tại sao con người lại phải sinh ra.
để rồi già đi, bệnh tật và sau đó lại chết. Chính vì những cái băn khoăn như vậy và có rất nhiều người bị bệnh ở ngoài xã hội, cũng như rất là nhiều người phải chết trẻ, nhiều người đói, thiếu ăn hay là bị tàn tật, và người con đó đã từ giã ba mẹ, từ giã gia đình để tìm cầu học đạo, và cuối cùng thật may mắn là người đã đạt được sự thấu suốt nguyên lý của vũ trụ, hiểu rõ được nguyên lý của vũ trụ và biết rõ được nguyên nhân vì sao, nguyên nhân từ đâu mà con người được sinh ra, cũng nguyên nhân từ đâu mà con người bị diệt đi. Rồi người đó cũng hiểu rõ được vì sao, làm thế nào để cha mẹ biết cách và có thể dạy con, cũng như là dạy con đúng cách và có cái vai trò, biết được cái vai trò của cha mẹ. Ngược lại, người đó cũng biết, cũng nói rõ ra được là con thì cần phải có vai trò gì. Và ngày hôm nay thì đầu tiên, trước khi chia sẻ về 4 cấp độ của cha mẹ, thì Thuận chia sẻ với mọi người về vai trò của cha mẹ đối với con cái. Bao nhiêu trong số các anh chị sẵn sàng thì bình luận giúp Thuận sẵn sàng ha. Và khi mà Thuận chia sẻ thì mọi người giúp là gõ cái phần này ở trong phần ô chat. Gõ cái phần Thuận chia sẻ này vào trong phần ô chat để Thuận ghim nó lên trên phần màn hình ha. Không thì Thuận vừa làm Thuận vừa gõ. Chúng ta có 5 vai trò. 5 vai trò nhá. 5 vai trò của cha mẹ. Có 5 vai trò. Đối với cha mẹ thì có 5 cái điều sau đây. Có 5 điều mà cha mẹ cần làm. Điều thứ nhất là phải nuôi dạy, khuyên răn con tránh xa đường xấu ác. Phải nuôi dạy, khuyên răn con tránh xa đường xấu ác. Đó là điều thứ nhất. Đây là điều quan trọng. Có thể nói là rất quan trọng. Mọi người giúp Thuận là ghi vào sổ để chúng ta nhớ ha. Thứ nhất là phải nuôi dạy, khuyên răn con tránh xa đường xấu ác. Điều thứ hai là phải hướng dẫn, hướng con, hướng rồi phải dạy con làm điều lành, điều thiện, điều có ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho quốc gia. Vai trò thứ ba của cha mẹ đó chính là gì ạ? Phải lo cho con được ăn học tốt. Vai trò thứ ba là phải vai trò thứ ba nhá. Vai trò thứ ba đấy là phải lo cho con cái được ăn học tốt. Sinh con ra, nuôi con, sinh con ra mà không tạo điều kiện, không giúp cho con, để cho con được ăn học tốt, thì có nghĩa là cha mẹ đã không làm tròn trách nhiệm. Vai trò 4 đó chính là gả cưới con cái cho những gia đình tốt. Cưới gả đấy, con cái cho những gia đình tốt. Phải biết định hướng, phải biết dạy con, khuyên răn con, chia sẻ với con ngay từ khi mà con chưa yêu,
để con biết và tránh tình trạng là tuổi trẻ bồng bột, rồi vì một chút, vì thích cái nốt ruồi, vì thích cái má lún đồng tiền, vì thích cái đôi mắt bồ câu, hay vì thích cái mái tóc, mà là cưới cả một quả nợ về cho con thì thật là đáng thương. Cho nên cần phải dạy con để con hiểu rằng hôn nhân là một điều quan trọng, mà phải đến năm con 35 tuổi, chắc phải 35 tuổi con mới đủ chín chắn. Đối với nam thì chắc phải 35 tuổi mới đủ chín chắn để biết được người phụ nữ nào phù hợp với cuộc đời của mình. Còn nữ thì sớm hơn một chút, đâu đó tầm khoảng 26, 27 tuổi là ok rồi, đúng không ạ? Như vậy thì đây là quan điểm của cá nhân Thuận. Xin lỗi, đây không phải là lời của Bậc Giác Ngộ. Bậc Giác Ngộ thì dạy rằng cha mẹ cần phải cưới gả con cái cho những gia đình tốt. Đó là lời của Bậc Giác Ngộ. Còn Thuận thì chia sẻ kinh nghiệm, đó là gì ạ? Nam thì 35 tuổi trở về sau, ít nhất, sớm nhất cũng phải là ngoài 30. Trước 30 thì rất khả năng rất cao là sẽ có nhiều lầm lỡ. Cho nên sau 30 mới nên lập gia đình đối với nam. Tốt nhất, tốt hơn đó là sau 35. Tốt nhất là 35 trở về sau. 35, 36, 37 đó ha. Sớm quá mình không biết được. Chọn vợ là điều quan trọng, cũng giống như chọn chồng là điều hết sức quan trọng. Cha mẹ cần phải kết nối tốt với con để cùng với con tham vấn cho con, tư vấn cho con, tránh tình trạng là để cho con chỉ một chút cái cảm tình, thích đôi mắt bồ câu hay là thích mái tóc óng mượt mà cưới cả một quả nợ về nhà. Vậy thì thế nào là gia đình tốt? Thế nào là gia đình tốt? Khó quá ha. Thôi, chỗ này lúc khác chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vai trò thứ 5 của cha mẹ đó chính là gì ạ? Là chuyển giao tài sản cho con cái đúng lúc. Chuyển giao tài sản cho con cái đúng lúc. Đẻ con ra, sinh con ra thì cũng cần phải chuẩn bị cho con một chút tài sản để con làm vốn làm ăn. Và cần phải cho con tài sản đúng lúc, chuyển giao tài sản cho con đúng lúc. Điều này cũng Thuận cũng xin phép không bàn sâu. Nhưng mà chắc chắn là cần phải cho con đúng lúc.